dạ yeah, mình là Đạt Quyển xin chào tất cả các bạn và tất cả các anh chị em thân mến chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh Cuộc sống Mỹ Đạt Quyển lời đầu tiên là quý chúc tất cả các bạn và tất cả các anh chị em lúc nào khỏe mạnh gặp nhiều may mắn trong cuộc sống à, mấy à, tuần hoặc là mấy tháng gần đây các bạn trội lên ha, những cái à, người phản biện về cuộc sống Mỹ qua Mỹ làm gì giống như là ca Hoàng Vũ bán tất cả ở Đà Nẵng từng là đại gia giờ đi qua bên đây tan tành giấc mơ mỹ và trên cộng đồng mạng vẫn tiếp tục các bạn kim sa hoàng vũ tan tành giấc mơ mỹ mẹ kim sa ca sim hoàng vũ phải bán nhà hàng để trả nợ bảo hiểm à ca mẹ đây nè đăng mới trên cái nu 71 mươi việt nam giờ không biết xây sở sao phải bán nhà hàng bên mỹ để chữa bệnh cho con trai xin cộng đồng mạng khuyên góp mãi mãi mới có được 300 đô <laughs> xin cộng đồng mạng quyên góp mà mãi mới có được 300 đô những cái tư tưởng những cái phỉ bán những cái hạ bệ đất nước Mỹ các bạn thật sự ở trong nước mình có đất nước mình có đáng là sống hay không rồi bây giờ ra có những cái comment khác mà bạn. Hỏi bây giờ 60 tuổi qua Mỹ còn ok không? <laughs> Hoặc là có những cái... À, mình có à, cái à, một cái bạn đề như thế này các bạn. À, U 60 rồi qua Mỹ làm gì? Qua bển chỉ đi làm xin thôi. Bạn thấy á cái chữ oxin là cái chữ đi ở đợ không à, từ cái chữ ở đợi đi chuyển qua oxin các bạn ở việt nam đang rung rủng ra rủng rỉnh ở việt nam đang hưởng à, nó nói cỡ tuổi như của tuổi đạt huyện là ở việt nam á, là bây giờ á, là ở nhà chơi rồi đúng rồi ở nhà chơi ở nhà ăn rồi nhưng mà ăn năn các bạn một cái đất nước của người ta là một cái đất nước công nghiệp công nghệ người ta làm việc làm việc trong hãng mình có ông tám mươi tám mươi hai tuổi còn làm các bạn dạ yeah, xuống như nào tám mươi hai tuổi vẫn còn làm lụng bây giờ qua tới mỹ sáu mươi tuổi rồi ở nhà trông cháu thôi ngậm đắng nuốt cay việt kiều bỏ mỹ đi về kìa bạn thấy có ai mà mới qua đó mà thấy mỹ nó không có như ý muốn của mình á mà đi về <laughs> Có mình biết rồi. có con thằng Lúc đó nó khoảng chừng hai mấy tuổi các bạn Cha mẹ nó đi viện uh, Của cha mẹ nó bảo lãnh là nó đi ăn ké đó Nói chung là ông, ông nội bà nội nó bảo lãnh Cha mẹ nó là đi ăn ké dưới 21 tuổi dưới 25 tuổi đó Thì nó qua đây Nó qua đây á, thì uh, nó cảm thấy nó có nó có bộ Việt Nam Nó cảm thấy bực bội nhớ người yêu Bỏ về, bỏ về luôn các bạn <laughs> nhưng mà bỏ về luôn á là nó hành cha hành mẹ nó bây giờ cha mẹ nó ở đây tới mười mấy năm rồi đó giờ nó về bển cũng may nó còn được cái căn nhà của ông cố nội nó để lại cho rồi nó có vợ có con bây giờ nó kêu cha mẹ nó bảo lãnh qua đó còn những cái việt kiều mà nó bỏ về việt nam mà cứ tối ngày nó 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 nói nó, nó. còn cái ai muốn ai muốn đi tới Mỹ thì đi ai muốn về Việt Nam thì về đó là quyền tự do không ai nói hết không? một số nó qua đây thì nó nói đừng có chê Việt Nam rồi một số nó ở đây nó đi về Việt Nam nó nói Việt Nam sống sướng lắm ok có đứa nào mà nó qua đây một năm hai năm nó về đó các bạn không nó phải gom tiền <laughs> rồi bây giờ nó chỉ vào u 60 u 70 thậm chí u 80 luôn qua tới Mỹ để được gì bạn biết U80 qua Mỹ kiếm tháng kể chừng 2 ngàn ông cỡ ờ, U80 <laughs> Ok Bạn nghĩ U80 ở Việt Nam làm gì U80 Việt Nam nếu có làm chăng Chỉ có đi bán vé số thôi Chứ còn đi rửa Rửa bát rửa chén á Người ta cũng không mưa nữa Đúng không Giới trẻ kìa làm cho nó lẹ các bạn cho nên nó đặt cái nó cứ dìm hàng cái cuộc sống mỹ nhưng mà mình chia sẻ cuộc sống mỹ thì mình phải nói các bạn rồi xong nó, nó nói xạo nó nó nổ tại vì á nó chưa bao giờ nghĩ tới những cái đất nước mỹ này nó tuyệt vời như vậy để giờ nó nhìn vô nó nói, ê ca kìa à, nhổ răng bây giờ bị phản ứng rồi bị mũ bị gì đó giờ ra trả mấy trăm ngàn kìa sáu trăm ngàn không biết báo lao động nó cũng đăng báo tuổi trẻ cũng đăng ai biết để chừng nào để gặp trực tiếp anh ta phỏng vấn ok các bạn thì cái cuộc sống của mỹ nó không phải như vậy giống như đây là jessica đó đúng không? ở cái tử ban nào bị bảo giờ ai biết tử ban nào giờ florida rồi tennessee rồi chốt trà rồi north carolina gì nó nói như vậy đó ông mất trắng tại vì bị bảo mất trắng nó lấy cái hoàn cảnh của việt nam khi mà bị thiên tai một cái là người đó mất trắng không có một cái gì đền hết còn ở mỹ không phải cho nên cái sự hiểu biết cái đó đó bây giờ nó đang tấn công vào những cái cuộc sống mỹ nhưng mà nó đâu có hiểu để nó nói nhưng mà nếu nó hiểu là nó, nó nó nói không có được Nào, nó 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 tầm bại tầm bại vậy đó ok các bạn tại sao những cái người u 60 ở việt nam phải đi qua mỹ thường u 60 ở việt nam á thì con bảo lãnh không à. Đúng không? Đa số là con bảo lãnh. Vậy đứa con đó đó, nếu nó thấy ở Việt Nam sướng sanh. nó không để cha để mẹ nó hoặc là cái người ông bà đó đó 60 tuổi rồi, tại sao không ở Việt Nam mà lại bồng bế dẫn dắt qua tới Mỹ? Đa số các bạn những U60 qua đây, người ta không có than mà mấy cái đứa ghét Mỹ á nó than giùm U60 cũng có một số họ than chứ không phải không cái than của những u 60 qua đây là cái gì chung luôn á u 60 u 30 u 40 mươi qua đây có cũng có than cái á buồn không có quán cà phê không có quán nhậu những cái được á thì nó chưa được nhưng nó sẽ được thì nó không biết thấy không làm lụng bao năm qua đây có cơ hội trời, sanh con đẻ cái học hành miễn phí mà cái được nhất á, nó qua nó vừa đặt chân tới mỹ là nó được liền các bạn môi trường môi trường thời tiết quá trong lành ờ, cái đó nó không có quan trọng tại vì nó hết vô á nó ngoẻo từ 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 không quan trọng nghẽo từ từ thôi qua đây á một cái môi trường nhiều người bệnh viêm son đau đầu bị phổi qua tới đây trời ơi là họ hết Tại vì môi trường quá sạch các bạn Ok Mà U60 có qua đây á, Mà làm U xin á, Nó đâu có gì đâu Không có ai nói gì hết đó các bạn Nếu có Thí dụ á, 60 tuổi còn đi làm hẳn được Thì đi làm Còn thí dụ nói Bây giờ nhiều lắm Nhất, nhất là những người làm nhà hàng Và những người làm neo Người ta không có thời gian chăm sóc con cái của người ta Thấy không Bắt đầu á Một á, là mình giữ con người, người ta đem con tới nhà thường đem con tới nhà của mình giữ á, thì tiền nó không có nhiều các bạn và mình đi tới nhà người ta mình ở luôn á thì là tiền người ta trả ví dụ cỡ chừng hai ngàn đổ lại vòng vòng đó thường thường từ 1 tới một ngàn tám tới hai ngàn một tuần đi về một lần thí dụ mình muốn làm cái công chuyện đó rồi đó việt nam kêu ở đợ á nhưng mà ở đây không phải đâu ai muốn làm gì làm ha à, đi đó đó cũng là một cái công việc thôi ok các bạn để mà mình có tiền họ đó không có chi phí gì hết đó. cho nên họ tiền nó nhiều lắm mà những người đó đó họ làm xong họ đẩy tiền việt nam con cái ở đây họ không cho đâu họ không phụ đâu mà họ đẩy tiền việt nam hết khởi kệ đó đi nhưng mà những cái người đó qua đây bạn thấy không 60 tuổi vẫn có việc làm vẫn ok hoặc là họ muốn đi làm hãng 60 tuổi vẫn đi làm neo được mấy ông làm nổi thôi chứ có mấy bà làm ok hiểu không rồi họ được cái gì cái tuổi già nó tới các bạn bệnh 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 mấy việt kiều thất bại á nó chạy về việt nam thì một lúc nào đó đây thì nó cũng phải bệnh mà cái bệnh á ho sổ mũi á thì không nói mà cái bệnh mà gọi là cái bệnh mà chỉ có mỹ đế nó mới chữa thôi miễn phí nữa chứ già đó qua miễn phí bạn nó lại lệch qua mỹ rồi mới đầu nó hỏi 60 tuổi qua mỹ làm gì nó sẽ bệnh và được chính phủ mỹ nó sẽ chữa cho tốt hơn qua bên đây ở với con với cái mà cứ... có nhiều người họ than nha nhưng có nhiều người họ thích lắm thích đất nước mỹ lắm nên nó tối ngày á ở trong nhà không Ở cái người đó nó họ ở trong nhà không họ nó có cảm cảm thấy buồn đó bạn biết trong nhà đó là biết bao nhiêu cái việc để làm thí dụ mình coi con coi cháu mình nhà cửa dọn dẹp cho con cái mình nếu mà mình không có đi làm các bạn rồi dài ra năm năm sau vô quốc tịch Mỹ đế được hưởng của chính phủ Mỹ. Chính phủ Mỹ chăm sóc người già, người lớn tuổi. Trời ơi, một cái đất nước nó sướng như vậy. Tại vì mình đem cái văn hóa của Việt Nam, mình thảy vô cái văn hóa của Mỹ, mình nó nó bị chổi cho nên nó trời khổ. Ở Việt Nam chơi cho nó sướng. Con cái ở bên đây á, nhiều khi nó cũng con nó còn nhỏ, nó cũng cần cha, cần mẹ phụ hợp thêm họ đi qua nếu mà phụ hợp thật sự đi làm cũng phụ hợp được các bạn thấy không thí dụ đi làm về rồi có mặt ở nhà là ok mấy đứa nhỏ đừng nhỏ quá thôi là mình vẫn được chăm sóc con mình chăm sóc cháu mình cuộc sống nó an nhàn hơn ở việt nam ở việt nam mà cái tuổi 60 đó lúc đương thời mà có tiền thì không nói mà không có tiền cứ thằng hai thằng ba ở bên mỹ này nó gửi tiền về cũng thấy mụ nội nó khổ lắm nó phải đi cài nó lo cho vợ cho con cho gia đình rồi nó còn phải gửi tiền về cho nên bạn thấy những cái người mà hai vợ chồng gây gỗ nhau thậm chí mà nói tới cái là ly dị nhau cũng vì gửi tiền về việt nam nuôi bên cha bên cha của chồng bên mẹ của chị vợ ôi tùm lum tà la hết các bạn cuộc sống này á việt nam nó có thay đổi nhưng mà càng ngày nó lại người ta lại thích đi Mỹ nhiều hơn. Cho nên cái số mà đi Mỹ á 30 năm. 30 năm các bạn. Từ khi mình đặt chân tới đây tới bây giờ. Cali là quá trời rồi khỏi nói rồi. À. Từ khi mình đặt chân tới đây đi một người Việt Nam á nó có nhưng mà nó không có nhiều. Đến bây giờ là cái cái xứ cái tiểu bang này là khỉ ho cò gái Vậy là đi tới Mỹ đúng hay sai? Thấy không? Cái gì nó cũng có cái lợi và cái gì nó cũng có hại hết. Vậy đặt chân tới Mỹ này sống đúng hay sai? Cân đi các bạn, cân lên. Chọn ở Việt Nam hay ở Mỹ? Nếu được nha, chứ không phải là được đâu mà chọn. Nếu được. Ôi ai thèm ở Mỹ? Qua bển làm công dân hạng buôn. Hạng Mỹ nó kỳ thị lắm. À, à, mày là ở dưới cặn bã của xã hội. <laughs> Mất cười Mấy bạn đó đó Bạn lấy cái ở đâu ra để bạn nói Mình Đạt Nguyễn Là cặn bã cái đáy của xã hội Ở đất nước Mỹ này Mấy bạn lấy cái điểm nào để mà bạn nói Hả Đang ngồi trong xe hơi nói nè Nó cũng tức nữa Mấy bạn có Mấy bạn đó Mấy bạn có được cái xe hơi Bạn ngồi nói xe hơi thôi nha Xe bốn bánh rồi À, những cái thằng mà chống mỹ á nó ngồi trên chiếc xe honda những cái thằng chống mỹ á nó ra quán cà phê để nó lấy wifi miễn phí nó ngồi tại nhà ngồi nóng các bạn bèo lắm vậy đó mình ở cái cặn cái bả nào cái level nào của cái đất nước việt nam hả à, mình nói thì mình phải dẫn chứng là đạt nguyễn là cặn bả của xã hội đất nước mỹ này dựa vào đâu chỉ luôn cho nè ví dụ công việc, tiền lương, nhà, học hành, học vấn, kỹ thuật, trình độ, nó nói lấy lấy ra so, lấy ra, xui cho mấy bạn đó lắm, ok, nó, nó 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 đại, nó nó đại, mà nhìn vào bản thân, trời ơi giấc mơ Mỹ nó vẫn còn các bạn, nha mình thấy những người để mình tiếp tục mình đi phỏng vấn nhiều người lớn lớn chút xíu không? họ không có biết lái xe luôn họ có buồn hay không trời ơi ở mỹ nó vui thấy mẹ luôn kêu buồn những người lớn tuổi đó vui lắm mình đi có tìm được cái vui đó không thí dụ mình đi làm ra ngoài xã hội làm đâu có người này người kia ở nói ba sĩ ba tú với lào campuchia cũng vui nữa cho bộ giỡn đó hả nhưng mà phải biết nói nè không Ba sĩ ba tú thôi với campuchia Mỹ, châu phi nó cũng vui mình biết được cái văn hóa của họ còn nếu ở nhà coi con giữ cháu trời ơi nội mà là ô xin ô xin cho con mình cho cháu mình ủa đâu có gì đâu nhục nó. Đó. đó qua phụ giúp nó nấu cơm nấu nước giặt đồ giũ đồ làm việc trong nhà trời ơi người ta cảm thấy đó là một cái niềm vui đa số là người ta cảm thấy niềm vui các bạn chỉ có một số nó nhìn thấy thấy tội quá thấy cực quá cũng có một số qua đây thấy trời ơi thôi cho ba về đi cho má về đi à thì nếu ông bà đó mà về á mà tự lo được á thì cũng không nói gì nhưng mà rốt cuộc á kêu con nó lo chết mẹ ra luôn à các bạn thì um, nói chung á là cái cuộc sống này cái an sinh xã hội cái trợ cấp này á nó ở mỹ á nó mấy bạn mà không thích Mỹ khó khó lòng mà hiểu chỉ có người ở đây người ta hiểu rồi chia sẻ cho những người muốn hiểu muốn tìm tòi để hiểu Thấy không? chứ còn á mà tại vì Việt Nam mình không có những cái chương trình đó các bạn chăm sóc người già người lớn tuổi con chăm sóc cha mẹ mình mình được tiền lãnh lương lên tới 18-20 đô một giờ cha mẹ mình có À, mình chở cha chở mẹ mình có cái thẻ handicap người già người lớn tuổi cái mình chạy tới cái chỗ đó cái là tới luôn cho người lớn tuổi họ tôn trọng người tàn tật họ tôn trọng người lớn tuổi người lớn tuổi họ có cái quyền lợi của người lớn tuổi không? người tàn tật có được cái quyền lợi nọ quyền lợi kia rồi nếu mà qua đây mà đi làm các bạn u 60 qua đi đi làm 10 năm sau được tiền hưu còn không thôi ăn tiền già tự nhiên cái đó bây giờ nói nè những cái người đó mà qua đây u 60 đi đi làm ô xin đi ok đi làm ô xin á là làm tiền mặt không à có nhiều ăn nhiêu không đón thuế cho mỹ một chút nào hết mấy các bạn nghe nè mình biết mấy bạn nghe mấy bạn nghe từ mấy cái bạn mà anti fan của mình nè nó nghe từng câu từng chữ để nó cắt đoạn ra nó lắp ghép các bạn mấy bạn nghe nè dẫn chứng nè ở qua bên mẹo mẹo nó chăng hết nè nghe nè 60 tuổi qua tới mỹ đi làm oxy ok oxy cho con mình cũng được đi làm oxy cho người khác cũng được ok đi làm cho người khác á là từ một nghìn tám tới hai nghìn ok không đóng thế cho mỹ đồng nào hết theo nhìn vô vậy đó ok cứ nói vậy đi sau 5 năm vô quốc tịch mỹ 65, 67 tuổi vô quốc tịch mỹ nó dễ ảo cho người già đúng không người già không biết tiếng anh tiếng u gì hết á vô rất là dễ hoài nhưng mà phải qua giấy tờ thì cái đó bỏ qua đi mình à, chia sẻ lướt thôi thì khi mà vô quốc tịch mỹ rồi nhá, thì mình được á, công dân mỹ rồi passport bo mỹ đế rồi thằng mỹ nó cho ăn tiền già thằng mỹ nó cho bảo hiểm sức khỏe miễn phí tiền ăn miễn phí nếu ở nhà riêng à đi mướn cái chuyện những người mà cái nhà của người lớn tuổi à có hai trăm mà tiền điện tiền ga miễn phí đồ ăn ấy, nó đem tới à, mà hoặc là đi xin những cái chỗ đi sửa xin sửa xin đồ tùm lum mà la hết vậy đóng tiền cho mỹ hồi nào đóng thế hồi nào đóng thế cho mỹ rồi bây giờ mới được vậy những người đó đó họ có đóng không không có đóng các bạn ok Không đó Họ vẫn được. Nếu như mà nói đóng thuế rồi mới được đó. Những cái người mà U60 qua đây Họ làm cho là 10 năm đi Họ đóng thuế Với cái lương đón ngang thôi Nhưng là đúng Chỉ có 600 đô 500 đô mà thôi Nghĩ đủ sống không Đâu có đủ đóng thuế đâu Để mà được 1.000 đô cái tiền già là từ 900 tới 1 ngàn bây giờ tiền hưu của anh á là có 500, 600 mà anh nghĩ anh đủ sống không? H hỏi những cái người mà tại vì họ không có hiểu các bạn thì thằng Mỹ nó lại cho mình thêm để đủ bằng cái tiền già thằng Mỹ nó tuyệt vời quá mà cho người lớn tuổi quá tuyệt vời các bạn còn trẻ thì qua lo mà đi làm đi qua mà học hành đi qua mà đóng góp đất nước Mỹ đi mình đóng góp cho đất nước mỹ mình có hưởng lợi mà mình có nhà mình có xe mình có tiền mình đi chơi chỗ này mình đi chơi chỗ kia mình có quốc tịch mỹ đế rồi mình muốn đi đâu mình đi việt nam nó nằm ở trong cái rọ đó quay quẩn có nhiêu đo cái người có tiền thì có quá nhiều tiền còn cái người không tiền lẫn quẩn bây giờ á cho những người á Bây giờ một bạn cho bạn làm 20 triệu Cho bạn làm 25 triệu đi Làm 1 ngàn đô Cho nó dễ tính Bạn nghĩ bạn Cái tiền đó bạn sẽ làm gì Ở Việt Nam Những cái đứa mà nó ăn chơi Chắc toán thì không nói nha ừ, Nhưng mà những một người bình thường thôi Không có dám xài nhiều Để dành Đúng không Để dành gom gom chút xíu Mua được miếng vàng mua được từ từ nữa nhiều nhiều mua được miếng đất chứ đâu dám ăn dám xài đâu các bạn còn ở đây nó khác Ở không đây nó xài nó cho nên nó ở bên mỹ á làm bao nhiêu xài hết bao nhiêu câu đó không có đúng đâu nó đúng mới có một phân nữa thôi những người đi làm hãng xưởng mình nhắc tới nhắc lui hoài họ là một khoảng thời gian đó họ sẽ có cái quyền lợi trong hãng các bạn những người ở mỹ anh em ở mỹ họ những người đi làm hãng họ đều hiểu và những người ở đây họ đều hiểu hết cho nên cái cái u 60 qua đây hoặc u 30 u 40 mươi vẫn tuyệt vời mà chơi thì có lúc chơi chứ lúc nào cũng chơi mà. ngày nào chơi cũng chán mà như đi chơi vậy như là bạn đi à đi chơi mà đi dài hạn quá nó chán thấy mẹ luôn á Nó thiệt á đi ba bốn bữa còn ok ngày nào cũng đi chơi cho dù bạn có tiền cũng chán lắm ok tại vì nó nói cái câu này nè giống mấy anh em nè mấy anh em không có được đi chơi cho nên mấy anh em khó đi chơi Ha à, chừng nào mấy anh em đi chơi rồi mấy, mấy anh em thấy chán mấy anh em nói ở mỹ á không có ăn cho nó khoai ăn thì mình ngược lại nó là vậy đó <laughs> ok các bạn cho nên á những cái người mà mới qua đây du lịch mình ấy trời ông ta nói trời ơi nếu mà tôi ở đây á chắc tôi phải thọ thêm á năm mười năm nữa qua đây cái trắng trẻo chẳng ra trời trẻ trời ơi người ở đây sao trẻ dữ vậy thấy không mấy người việt kiều nó khùng nó về việt Nam nó lấy vợ trời ơi, mấy cô ở đây đẹp quá 40 đẹp của 40, 50 đẹp của 50 Trời ơi quá đẹp luôn Mấy thằng khùng, mấy thằng đuôi chứ Nó mới về Việt Nam lấy vợ Cái bài đó mình nói rồi Không phải đuôi tại vì không đủ không có cửa không có không đủ cửa với mấy cô cho nên đành về nam lấy vợ các bạn ok mấy cô qua đây tuyệt vời ha dạ thôi mình xin tạm dừng video đây xin chúc cô chú anh chị em lúc nào cũng mạnh gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và dạ, hẹn gặp lại sau xin chào tạm biệt bye bye